Trong làng giải trí lắm thị phi, nhiều lục đục. Việc các mỹ nhân showbiz mâu thuẫn, xích mích với nhau là điều chẳng thể nào tránh khỏi. Và các màn đấu đá của các diễn viên thế hệ trước và thế hệ mới cũng không hề giống nhau. Rõ ràng dàn mỹ nhân thế hệ mới mềm mỏng hơn đàn chị rất nhiều, không còn những màn long tranh hổ đấu gay gắt như xưa. Cuộc chiến nảy lửa giữa các đại hoa đán showbiz quả thực được quan tâm nhất, khiến dân chuyên hóng thị phi tha hồ hít hà drama với những tình tiết còn gay cấn hơn cả phim ảnh. Thậm chí cho tới tận bây giờ, truyền thông vẫn khai thác triệt để lùm xùm năm xưa. Châu Tấn, Triệu Vi từng là những người chị em thân thiết sau khi hợp tác trong Họa Bì 2008, nhưng khi tái hợp trong phần 2, Châu Tấn và Triệu Vi bất ngờ trở mặt vì không ai chịu đứng sau làm nền cho ai. Được biết trong phần 1, diễn xuất của Châu Tấn hoàn toàn áp đảo Triệu Vi, nhưng mức thù lao cô nhận được lại chẳng bằng nàng én nhỏ. Không hài lòng với điều này, họ tranh giành nhau từ vấn đề thù lao, phiên vị tới vị trí xuất hiện trên poster một cách gay gắt. Thậm chí quản lý của Châu Tấn còn trực tiếp châm chọc Triệu Vi trên mạng xã hội. Danh không xứng với thực, định tự nâng giá trị bản thân lên đấy à? Đỉnh điểm của scandal là sự kiện ném ghế. Theo tin đồn, khi Châu Tấn đang quay phim, Triệu Vi vì ghen tức nên ném ghế của bạn diễn. Châu Tấn biết được vô cùng tức giận, chạy vội tới tìm Triệu Vi ba mặt một lời, ném lại ghế của Triệu Vi. Cả hai tranh cãi gay gắt, không ai chịu nhường ai, đến nỗi đạo diễn và các nhân viên trên phim trường phải vào kéo hai người ra chỗ khác. Từ đó trở đi, hai nữ diễn viên luôn tránh mặt nhau trong các sự kiện và không bao giờ trả lời câu hỏi về đối phương trên mặt báo. Không chỉ dừng lại ở đó, hai người bạn thân của họ là Trần Khôn và Huỳnh Hiểu Minh cũng bị lôi vào cuộc đấu đá, chia bè kết phái ngộp thở này. Nếu Trần Khôn nhất quyết đứng về phía người tri kỷ của mình là Châu Tấn, sẵn sàng cạch mặt với hai người bạn trong bức ảnh tam kiếm khách, thì Huỳnh Hiểu Minh cũng luôn ở bên bảo vệ cho mối tình đầu của mình. Đến tận hôn lễ thế kỷ của Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như, sau 11 năm ân oán, Triệu Vi và Châu Tấn mới chịu làm lành với nhau. Trong các sự kiện gần đây, hai nàng đại hoa đán thậm chí có thể cúi người ngồi cạnh nhau thì thầm nói chuyện với nét mặt vui vẻ. Phạm Băng Băng và Từ Tịnh Lôi. Hai mẫu khác của tứ đán song băng là Phạm Băng Băng và Từ Tịnh Lôi cũng có mối thâm thù đáng chú ý. Cho tới nay, hai mỹ nhân này mới chỉ hợp tác một lần trong bộ phim Tân Túc Sự Kiện của Thành Long, nhưng lại nhiều lần tranh đấu gay gắt một cách công khai. Có tin đồn rằng họ đã cùng tranh vị trí nữ chính nên mới kết thù. Cũng có ý kiến cho rằng, không biết cố ý hay vô tình, nhưng nữ hoàng Thị Phi đã hai lần cướp mất người trong lòng của Từ Tịnh Lôi nên mới đắc tội với nàng tài nữ chứ danh showbiz. Năm 2010, Phạm Băng Băng đã chiếm trọn spotlight của liên hoan phim Cannes khi mặc bộ váy long bào, sải bước trên thảm đỏ. Điều này đã khiến cô trở thành nữ hoàng thảm đỏ, mở đầu cho trào lưu phong cách Trung Quốc lúc bấy giờ. Khi đó, Từ Tịnh Lôi đã trả lời phỏng vấn như sau. Đối với tôi, việc mỗi ngày ăn mặc lộng lẫy đi thảm đỏ để duy trì cái thứ gọi là thanh danh thật là mất mặt. Tôi cảm thấy là người thì phải dựa vào thực lực để nói chuyện, chứ không phải mấy thứ hư danh kia. Không có thực lực thì đừng có làm mấy trò vô nghĩa. Những lời nói đanh thép của Từ Tịnh Lôi gần như chỉ thẳng mặt Phạm Băng Băng, chỉ biết đi thảm đỏ, không có tác phẩm để đời. Tháng 2 năm 2015, khi tham gia chương trình Siêu Trí Tuệ, Từ Tịnh Lôi còn mạnh mẽ lên tiếng. Tôi xinh đẹp hơn Phạm Băng Băng khi bị đặt lên bàn cân so sánh với nữ hoàng Thị Phi, người từng tham gia mùa trước của show. Điều này đã gây làn sóng lớn trong giới giải trí bởi chẳng mấy ai dám lên tiếng nói rằng mình xinh đẹp hơn ai. Không dừng lại tại đó, thời điểm Phạm Băng Băng và Lý Thần công khai tình cảm, danh hiệu Phạm gia của cô cũng khiến mạng xã hội phải xôn xao trong suốt một thời gian dài. Khi ấy, Từ Tịnh Lôi đã lên tiếng trên mạng xã hội Weibo. Mỗi lần nghe được những từ như ca, gia liền cảm giác như hơi thở của xã hội cũ ập thẳng vào mặt. Những lời lẽ này rõ ràng là châm chọc Phạm Băng Băng nhưng cũng nhận được rất nhiều sự đồng tình của cư dân mạng. Dàn sao thế hệ mới chỉ dám ngầm đấu đá. So với các đàn chị, những chiêu trò đấu đá giữa những sao nữ thế hệ mới chỉ là muỗi. Người thì trượt tay like bài viết nói xấu đối phương trên mạng xã hội, kẻ thì buột miệng ám chỉ khi được phỏng vấn, người thì chơi trò kéo dẫm, mua tin đồn, bôi đen đồng nghiệp. Thế nhưng, trước ống kính truyền thông, họ vẫn tỏ ra là chị em tốt, cùng nhau nói cười vui vẻ. Dương Tử và Trương Tuyết Nghênh. Dương Tử được mệnh danh là nữ hoàng trượt tay khi nhiều lần like nhầm bài viết trên mạng xã hội. Đỉnh điểm là khi mỹ nhân Hương Mật Tự Khói Xương từng nói bóng gió về việc cô mơ thấy bạn trai mình cặp kè với một sao nữ trong đoàn phim, rồi like bài viết ám chỉ Trương Tuyết Nghênh là kẻ thứ ba, chen chân vào mối tình của cô và Tần Tuấn Kiệt.
Điều này khiến nữ diễn viên Bạch Phát Vương Phi bị nhấn chìm trong những lời mắng chửi, chỉ trích từ cư dân mạng. Mặc dù sau đó Dương Tử có vào trang cá nhân của Trương Tuyết Nghênh để minh oan cho cô, Trương Tuyết Nghênh không liên quan đến việc này, tôi mong mọi chuyện dừng lại ở đây, nhưng người hâm mộ của Dương Tử vẫn chẳng chịu dừng khẩu chiến. Trương Thiên Ái và Kim Thần. Sau khi nổi đình nổi đám với bộ phim Thái Tử Phi Thăng Chức Ký, Trương Thiên Ái liên tục dính scandal cướp vai của đồng nghiệp. Cụ thể trong bộ phim Vũ Động Càn Khôn, Trương Thiên Ái vốn được giao cho vai diễn Lăng Thanh Trúc, còn Kim Thần nhận vai Ứng Hoan Hoan. Nhưng vì vai diễn Ứng Hoan Hoan, vai vụ trong nguyên tác, nhận được nhiều yêu mến của độc giả, nên Trương Thiên Ái đã chuyển sang đóng vai này và được sửa đổi thành nữ chính trong phim. Còn Kim Thần bị đá khỏi đoàn phim và thay thế bằng Vương Lệ Khôn. Đáp lại, nữ diễn viên Kim Thần đã có phản hồi trên Weibo cá nhân. Tôi không thèm tranh giành với cô. Lý không tranh mà có, đạo không ép mà tồn. Sống tử tế mới là lẽ phải, vậy thôi. Những lời nói của Kim Thần dường như đã trực tiếp khẳng định việc tranh vai là có thật. Đường Yên và Địch Lệ Nhiệt Ba. Hay như khi hợp tác trong bộ phim Người Tình Kim Cương, Đường Yên vào vai nữ chính, còn Địch Lệ Nhiệt Ba khi đó chỉ là một vai phụ chưa mấy nổi tiếng. Thế nhưng, nàng mỹ nữ Tân Cương lại có hành động khá táo bạo, mua tin kéo dẫm đàn chị cả về nhan sắc lẫn diễn xuất để thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Sau tất cả, khán giả chỉ nhớ được hàng loạt bài báo về việc Đường Yên bị đàn em vượt mặt trong bộ phim này. Dương Mịch và Nghê Ni. Dương Mịch từng bị một blogger thạo tin tố chiêu trò với Nghê Ni vì muốn cướp được hợp đồng với nhãn hiệu Gucci. Có thông tin cho biết, ekip của Dương Mịch cố ý đăng tải các tin tức chia sẻ rằng thương hiệu đãi ngộ Dương Mịch rất tốt, trực tiếp kéo dẫm Nghê Ni, đại diện lâu dài của Gucci trước đó. Dù mới gia nhập đội ngũ Gucci, Dương Mịch đã ra tay bắt nạt Nghê Ni, cướp đi rất nhiều đãi ngộ mà Gucci dành cho nàng mưu nữ lang. Lưu Diệc Phi và Giang Nhất Yến. Không phải ai cũng biết rằng, hai mỹ nhân xinh đẹp Lưu Diệc Phi và Giang Nhất Yến là bạn học của nhau. Khi cùng tham gia show truyền hình Lỗ Dự Có Ước, nàng tài nữ họ Giang từng chót miệng tiết lộ thần tiên tỷ tỷ rất ít khi đến lớp đi học. Nghe thấy mình bị bạn bè bóc phốt, Lưu Diệc Phi đã tỏ thái độ ra mặt, thở dài một tiếng rồi trợn mắt lườm nguyết Giang Nhất Yến. Không ít người phải ngạc nhiên vì đây là lần hiếm hoi mỹ nhân Thiên Long Bát Bộ tỏ ra mất bình tĩnh như vậy. Tống Thiến và Triệu Lệ Dĩnh. Trong lễ trao giải Kim Ưng 2020, Tống Thiến phải nhận nhiều gạch đá vì biểu cảm của cô khi nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh trên sân khấu. Được biết, khi nữ hoàng rating và Lâm Vĩnh Kiện đang đứng trên sân khấu trao giải, máy quay đã lia về phía Tống Thiến và tóm gọn khoảnh khắc nữ diễn viên đang bĩu môi như rất khó chịu. Khi phát hiện ống kính đang quay mình, cô vội vàng đổi sang biểu cảm thẹn thùng xấu hổ để chữa cháy.